Chào các bạn đã đến với kênh Vũ Nga TV. Hôm nay mình chia sẻ cách thắng nước màu dùng để kho thịt, kho cá, tạo màu sắc cho các món ăn. Thành phẩm khi làm xong, màu cánh gián rất là đẹp, sánh và dẻo, để được rất là lâu nha các bạn. Nước màu có mùi rất là thơm, không bị đắng và không bị đông nha các bạn. Giờ các bạn cùng theo dõi mình vào bếp. Đầu tiên mình bắt chảo lên bếp, rồi cho 400g đường vào. Lúc đầu mình đun ở mức lửa to. Mình dùng đũa dàn đều phần đường quanh chảo. Thỉnh thoảng mình lắc nhẹ chảo để đường được tan đều mà mình không quấy nhé các bạn. Lúc này phần đường đã gần tan hết thì mình sẽ dùng đũa thỉnh thoảng quấy để phần đường được tan nhé các bạn. Và mình đun ở chế độ vừa nhé các bạn. Lúc này đường đã tan hết và nên màu rất là đẹp này các bạn. Màu cánh gián rất là đẹp. Và mình sẽ đun sôi thêm khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp. Với 400g đường mình sẽ cho lượng nước là 200ml. Lúc này mình sẽ dùng đũa quấy đều và mình đun sôi thêm khoảng 2 phút nữa. Mình tắt bếp nha các bạn. Khi mình tắt bếp, nước màu vẫn còn sôi này các bạn. Nước màu nóng rất là lâu và mình sẽ để nguội, rồi mình sẽ cho các bạn xem nước màu lên màu rất là đẹp nhé. Các bạn nhìn nè, chảo nước màu của mình khi đã nguội thì nên màu rất là đẹp, sánh và rất là dẻo nhé các bạn. Và có mùi rất là thơm. Giờ mình sẽ cho nước màu ra bát để các bạn dễ nhìn nhé. Nước màu cho ra bát có màu trắng, trông sẽ đẹp mắt hơn. Và khi mình gặm thì rất là sánh này các bạn. Khi các bạn thắng nước màu, chỉ cần đun quá lửa một chút là nước màu của các bạn sẽ chuyển sang màu đen thì sẽ có vị đắng nhé. Khi tra các món ăn sẽ không ngon và màu sắc của món ăn cũng không được đẹp mắt. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Và mình xin kết thúc video tại đây.